cây mít trên cây này, sau khi cắt quả xong thì trên cây chúng ta chỉ còn lại 4 quả mà thôi. Đây là quả thuộc thế hệ thứ nhất, và đây là hai quả thuộc thế hệ thứ hai, một quả thuộc thế hệ cuối cùng. Chúng ta chỉ để được 4 quả và chúng ta bỏ hàng chục quả nằm vương vãi dưới đất. Tỷ lệ quả mà chúng ta phải cắt bỏ nhiều gấp hàng chục lần so với những quả mà chúng ta để lại trên cây. Thông thường là như vậy.